Chiều tối nay mùng 9 tháng 12, thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời do bị đột quỵ khiến dư luận và truyền thông bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ V-Beat đã có mặt để vĩnh biệt đàn anh lần cuối. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, dân tình còn chưa hết đau buồn, cộng đồng mạng phát hiện ra trang fanpage có tích xanh của Hiếu Hiền share một đường link có tên gọi Chí Tài trong nhà xác. Ngay lập tức một tài khoản Facebook bất bình lên tiếng: "Mọi người ơi, làm ơn đừng share video này. Ngược lại hãy lên án hành động này của hai vợ chồng Hiếu Hiền, livestream và đặt tên video cho thấy sự thiếu tôn trọng với người đã khuất lắm. Kể cả muốn chia sẻ hình ảnh cuối cũng là điều do người nhà quyết định và khi họ đã được tươm tất." Lời kêu gọi này nhanh chóng được cư dân mạng hưởng ứng. Bài share của Hiếu Hiền nhận về vô số lượt phẫn nộ. Hiện tại trên fanpage Hiếu Hiền có tích xanh đã gỡ bỏ bài share link đó. Thế nhưng cộng đồng mạng đã nhanh chóng cáp lại hình ảnh và tỏ ra bực dọc trước hành động của nam nghệ sĩ. Nhiều người chỉ trích Hiếu Hiền vô duyên, không có sự tôn trọng với người đã khuất. Không biết hiện tại fanpage Hiếu Hiền do ai quản lý, thế nhưng hành động này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nam nghệ sĩ.